Tin lành theo Giăng chương 1. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng, người đến để làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi ngôi lời, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời. Ngôi lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng, ấy là về Ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trỗi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta, vả bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-su Christ mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha, là đấng đã giải bài Cha cho chúng ta biết. Này là lời chứng của Giăng, khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Jerusalem đến hỏi người rằng, ông là ai? Người xưng ra chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là đấng Christ. Họ lại hỏi, vậy thì ông là ai? Phải là Eli chăng? Người trả lời, không phải. Ông phải là đấng tiên tri chăng? Người trả lời, không phải. Họ bèn nói, vậy thì ông là ai? Hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai? Người trả lời, ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng, hãy ban đường của Chúa cho bằng. Như đấng tiên tri Ê-sai đã nói, những kẻ chịu sai đến cùng dân đều là người Pha-ri-si. Họ lại hỏi rằng, nếu ông chẳng phải là đấng Christ, chẳng phải Ê-li, chẳng phải đấng tiên tri, thì cớ sao ông làm phép báp têm? Dân trả lời, về phần ta làm phép báp têm bằng nước, nhưng có một đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết. Ấy là đấng đến sau ta chẳng đáng mở dây dài Ngài. Những việc đó đã xảy ra tại thành Bethany bên kia sông Giô-đan, là nơi Giăng làm phép báp têm. Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giê-su đến cùng mình thì nói rằng, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy về đấng đó mà ta đã nói, có một người đến sau ta, trỗi hơn ta, vì người vốn trước ta. Về phần ta vốn chẳng biết Ngài, nhưng ta đã đến làm phép báp têm bằng nước để Ngài được tỏ ra cho dân Israel. Dân lại còn làm chứng này nữa, ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình Ngài. Về phần ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng, đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng, ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngày mai, Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giê-su đi ngang qua, bèn nói rằng, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ nghe lời đó, bèn đi theo Đức Chúa Giê-su. Đức Chúa Giê-su vừa say lại, thấy hai người đi theo mình, thì phán rằng, các ngươi tìm chi? Thưa rằng,
Rabbi, nghĩa là thầy, thầy ở đâu? Ngài phán rằng, hãy đến xem. Vậy hai người đi, thấy nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó. Lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ 10, trong hai người đã nghe đều dân nói, và đi theo Đức Chúa Giêsu đó. Một là Andre, em của Simon Pierre. Trước hết người gặp anh mình là Simon, thì nói rằng, chúng ta gặp đấng Messi, nghĩa là đấng Christ. Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giêsu. Ngài vừa ngó thấy Simon, liền phán rằng, ngươi là Simon, con của Jona, ngươi sẽ được gọi là Cepha, nghĩa là Phi-e-rơ. Qua ngày sau, Đức Chúa Giêsu muốn qua xứ Galilê tìm Philip mà phán rằng, hãy theo ta. Vả, Philip là người Bethsaida, đồng thành với Andre và Phi-e-rơ. Philip gặp Nathanael, nói với người rằng, chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp, và các đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, con của Joseph. Nathanael nói rằng, há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Philip nói, hãy đến xem. Đức Chúa Giêsu thấy Nathanael đến cùng mình, liền phán về người rằng, này, một người Israel, thật trong người không có điều dối trá chi hết. Nathanael thưa rằng, bởi đâu thầy biết tôi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, trước khi Philip gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả. Nathanael lại nói, lại thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Israel. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, vì ta đã phán cùng người rằng, ta thấy người dưới cây vả, thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó. Ngài lại phán, quả thật, ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người.